Ok, đây là bản đồ quy hoạch của Quảng Yên. Thì đây là chính là cái đường cao tốc đây. Đây nút giao Đầm Nhà Mạc đang làm đây. Đây con chuột em chị đây, đây nút giao Đầm Nhà Mạc. Cái này là cái đường công nghiệp nó sẽ nối vào cái nút giao cao tốc ở đây, Đầm Nhà Mạc. Rồi, nút giao cao tốc Đầm Nhà Mạc này. Đây. Đây là bên vị trí này là bên tiền phòng. Đây là cái ngã tư. Cái đường này là đường 104 m, còn là đường này đường 72 m. Cái mảnh đất của mình nó nằm ở vị trí là chỗ này. Đây vị trí cái mảnh đất của mình là đây. Chỗ này. Đấy 208 m, 88 m nó là mặt đường. Đấy, còn đây là hai bên cạnh. Vị trí mảnh đất của mình đây. Đấy ạ. Cái đường này là đường 72 m, đường 72 m chính nhé, còn đường này là đường 104 m.